Thiên đâu rồi, như Thiên Thiên khác đâu rồi nhỉ, đâu rồi, à đây đây đây, hai thằng đang mạng với nhau rồi, một phát hai mạng này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là các bạn coi thêm một video nữa các bạn nhá. Và mình xin chúc cho các bạn ấy khi mà xem video của mình sẽ có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn ơi. Và ok, ở cái video lần này thì chúng ta sẽ thay đổi một xíu, đấy là mình sẽ leo danh ở trên cái map của đảo quân sự ấy, em ạ. Đó, chúng ta đã thấy một thiên nhiên trong nhà rồi, bây giờ chúng ta sẽ câu lưu đạn vào thẳng phía trong nhà luôn. Mày chạy đâu quần nắng ơi, chạy đâu, chạy đâu, ui rồi vẫn sống cơ à, what the hell, sao thằng này vẫn sống được. Tao thấy bây giờ này em ơi, ơi trời cái gì ấy, giúp mày gờ mày, mày đâu, mày chạy đâu em ơi. Ok nhá, vậy là chúng ta đã có được cái mạng ngủ đầu tiên rồi, mẹ càng thế biết nữa, xấy nguyên băng tiểu liên một bêu mười, thế mà thằng này không dính một viên nào luôn anh em ạ. Thế thằng này số gọi là hên dãi chửi luôn, nhưng mà cũng không thể làm mà tránh khỏi cái bi kịch bị mình dí cái khẩu ba gờ bảy vào người được em ạ. Đấy, người ta có câu là chạy đâu phải nắng đúng không các bạn. À, bò lạc bên ngoài này mày ơi, lại thêm một con bò lạc nữa, còn là xin chết đúng không. Ui đau bạn ê, bình tĩnh bạn ê, bình tĩnh, nóng máy là cháy bugi đấy bạn ạ, bạn nghe câu đấy chưa, bình tĩnh thôi, bình tĩnh tự tin không cay cú bạn ê. Đấy, bên này chúng ta có thêm đạn tiểu liên này, thôi xong mẹ thằng này nó vỡ mồm mặt mày, à vỡ mồm với mình cả mình rồi mọi người ạ. Mày đây, mày đây, mày đâu rồi, à bên trái ta thấy mày rồi, mày ra đây em ơi. Ui rồi mày bắn em, mày bắn tao tiếp cho con lợn này. À, mình sẽ móc vào phòng phía sau nhá. Còn là thua kêu này, ta bày kêu khác có gì đâu mọi người. Đấy, mất rồi mày lòi cái mặt mày ra đây. À, ra đây tao hỏi tội. Mày cứ chạy, cắm đầu mà chạy cả. Chạy đâu, ô, nó chạy đâu ấy. Đã heo, tôi đang vừa thấy nó. À, thế rồi, nào, thấy bây giờ em ơi. Ui dồi, lại thêm một pha gọi là vút tầm hết sóc vỡ cái đầu thì hiền luôn anh em ạ. Quá căng và là quá nguy hiểm luôn. Và ok, thì ở cái bản đấu này gọi là mình solo rank thôi em ơi, nên là mình sẽ sử dụng một cái khẩu súng trường bắn xa và một cái khẩu súng tiểu liên để mình giúp mình đi bắn tầm gần nhá. Và phía bên trái chúng ta thấy là một thanh niên dựng cái quả bóng keo ra luôn, chắc chắn là trong này sẽ có người nhá mọi người. Nào, ui dồi ôi, thấy rồi, chạy đâu đấy, vứt cá lượt này. Nhưng mà không sao, kỹ năng gọi là vút tầm của tôi cứ phải gọi là thần sầu đúng không em, quá là ổn luôn. Và chúng ta thấy là một thiên nhiên gọi là đang định cắn trộm của mình. À, đang định cắn trộm mình nhưng mà lại không có cái cơ hội đấy nữa anh em ạ. Không phải là cơ hội là chỉ đến một lần thôi bạn ạ, không bao giờ có lần hai. À, đau mẹ nhà mày. Người ta lúc đầu có một tí thôi mà cũng đi bắn người ta. Mẹ cái thằng này không có lòng tự trọng gì cả, không có gọi là tinh thần gọi là. Ê mẹ này mày còn lợn nè. Mẹ còn lợn cày lắm rồi đấy. Ông tưởng là, đừng tưởng là tôi dễ tính, thế là tôi để ông thích làm gì thì làm nhá. Mày ra đây, vút tầm, à, chết vãi chưởng luôn, lại rút lộn súng. Không sao, mày ra đây, mày chạy thế quái nào được em ơi. Úi dồi ôi, như gọi là nhảy lên định chơi tôi, nhảy sổ ra đấy. Định làm kiểu highlight, kiểu giống kiểu cú tứ ấy. Nhưng mà đâu có được, đâu đúng không em. Ui, đây là gọi là được cú tí chứ không phải cú tứ em ạ. Mày ra đây, thằng nữa mày ra đây. Đây rồi, cứ trốn ở sau quả bóng keo đi. Mày tí làm gì, ui nó câu lựu kìa. Ui dồi căng thế, may mà mình có lựu đạn. À may mà mình có bóng keo em nhá. Đó, và chúng ta tí đến một thanh niên rồi. Mày ra đây, ui dồi mày cầm súng ăn làm gì ấy. Hả, bỏ ngay khẩu súng ăn đi mà làm người nhá. Nào, làm gì bạn ơi. Đã bảo rồi, bỏ ngay quả súng ăn đi mà làm người, bạn hiểu không. Làm người không thích, cứ thích làm con gì không biết đây em ạ. Lạ thật sự luôn đấy. Ây à, vãi cả trưởng luôn. Vừa mới chạy ra cái khu vực khác là chưa gì đã có một thanh niên khác gọi là bài phục mình sẵn ở quanh khu này rồi em ạ. Muốn mua một ít mày bán hạ tự động tí cũng không được. Đàn khát nước, mày ra đây. Người ta mua có tí nước ngọt thì cũng không cho à. Mày ra đây nào em ơi. Mày chạy đâu. Ôi dồi ôi, lòi cái mặt của ông ra đây. Bóng keo mày đẹp đấy, nhưng mà trình độ không biết thế nào thôi. Mày ra đây, đừng có mà trốn sau mãi quả bóng keo như thế. Dụng keo luôn này, mày bắn đi, đúng rồi, mày bắn đi, bắn nữa đây em ơi, bắn nữa đi. Nóng máy là cháy bugi tôi bảo rồi đúng không? Nói là chỉ có chuẩn thôi. Ok, vậy chúng ta tiến ra cái khu vực khác. Thì bên này mình sẽ dùng cái bé quét mini drone mọi người ạ. Và chúng ta thấy một thanh niên ở trên cái căn nhà lòi rồi. Thôi xong rồi, mày định nhảy ra phía ngoài đấy á, mày chạy đâu. Ui dồi ôi, bắn liên tội liên tù tì thế mà thằng này nó vẫn còn sống được em ạ. Mày sức sống phải mãnh liệt vậy em. Nào, mày ra đây, dựng một keo luôn. Chúng ta sẽ nhảy bổ vào trong nhà luôn nhá. Ở sát cái rìa boa này, nó vẫn có thể núp được em ạ. Đỉnh cao ấy bạn ạ. Ui, vẫn sống cơ. Thế đấy, để tôi cho ông trầu trời luôn này. Núp vào góc này đúng không? Rồi, ôi, quá là đơn giản luôn em ạ. Không có việc gì khó. Em thấy easy không? Quá là easy đúng chứ cái gì nữa.
Ok, vậy là hiện tại mình đã có được 8 kill rồi. Và như mọi người có thể thấy là hiện tại trên bản đồ ta là chỉ còn 7 thành viên nữa thôi. Và chúng ta đã thấy là một thành viên khi mà gọi là cái máy quét UAV vừa đi ngang qua đây rồi. Một thành viên phía trong nhà này ngồi ở góc này là cái gì đấy bạn ơi? Đang buồn đi nặng hay là như nào? Đang bị ta bón hay là ỉa chảy? Thì nói ra một câu để tôi biết ông nhá. Tôi có thấy thì ít nè. Đấy, nào đâu rồi? Phía bên trái thì như đằng sau có người ấy mà. Đấy, 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 đấy. Nào, lại bán xe. Cái con xe giáp vàng người ta phải ra gara, người ta gọi là độ mất bao nhiêu tiền ra mà ông bây giờ ông phá. Không biết thương hòa, không biết thương hòa Tiết Ngọc là cái gì cả. Hả? Nào, ông ra đây. Ông ra đây nào, ăn quả đạn tôi đi. Ông chạy làm sao được? Ông chạy làm sao được ông ơi? Ông chạy nào được? Chạy nào? Chạy. Ôi giời ơi, vãi cả đái luôn, vẫn chạy được em ạ. Ảo vãi nó chạy ra luôn đấy. Nào. Mình nghĩ là thằng này được. À đây rồi. Gốc dừa này. Anh ở góc ba, em lại ở gốc dừa. Thế thì cũng được. Ra đây, anh với em lại tiếp xúc gần với cả nhau nhá. Ăn xingu cu le để lại gần nhau bạn ê. Ra đây. Ra đây nào. Trời ơi, chạy đâu. Ui, câu lưu cả. Càng quá nhỉ, Ui, bật bảo vệ. Sấy các bạn đấy sáng mai luôn nhá. Xin lỗi bạn đi, định ăn mình nhưng mà không có cửa đâu. Ok, vậy chúng ta đã có được 10 kill rồi. Vậy là hiện tại trên bản đồ chúng ta chỉ có duy nhất là bộ tinh cuối ở trong cái ván đấu này nữa thôi em ạ. Đồ là chúng ta cũng phải cẩn thận nhá. Bởi vì trong cái chế độ gọi là leo danh ấy thì vẫn có cái khẩu súng pháo ống kẹo đấy là M18B. Kể cả các bạn có dựng cái quả ống kẹo ra thì vẫn ăn đạn bình thường nhá. Trừ khi các bạn dựng hai quả ra thôi các bạn ạ. Rồi, người đâu rồi em ơi? À, đằng sau nhá. Bảo sao nãy giờ cứ keng đau hết cả tai mẹ. Mẹ tiên sư cho mày nữa, hóa ra nó ở ngay phía sau mình. Nó móc lốp mình mọi người ạ. Phải chạy ra phía ông thấy kia luôn này. Dạy cho nó một bài học. Mày ra đây. Mày có gọi là cửa đi bắn anh à? À ra đây. Bắn nó hộ tôi cái. Tôi xin ông luôn đấy. Ra đây. Sao sợ chạy thế? Đã dâng đến tận đây rồi ông. Ông lại còn làm gì đấy? Ôi trời ơi. Tôi chấp ông, tôi sấy vào chân ông luôn nhá. Tôi sấy cho què chân luôn anh em ạ. Đấy, đánh cho què chân luôn. Đó, vậy là chúng ta đã có được 11 kill rồi, rất là căng, quá căng và quá nguy hiểm luôn. Hiện tại thì ở trên bản đồ chúng ta chỉ còn duy nhất là 3 thiên nhiên cuối ở trong bản đồ ấy thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái con xe Lamborghini này để có thể đi kiếm mạng em nhá. Ok, vậy chúng ta đã nghe tiếng súng ở phía bên trên rồi, dâng xe lên thẳng phía đằng trên thôi. Có mạng rồi em ơi. Nào, mạng của tôi đâu rồi? Chỉ ở quanh cái khu này thôi đúng không? Đâu rồi? Thiên nhiên, đâu rồi? Thiên nhiên khác đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? À đây, hai thằng đang mạng với nhau rồi, một phát hai mạng này. Một phát là hai em. Úi dồi ôi, đẹp lắm bạn ơi. Địt mẹ mày, nó cay vãi rồi. Rồi ôi. Việc nhẹ lên cao này bạn, một phát là đôi kill luôn. Nhưng mà rất tiếc là hai cái bạn này thì bị cái vòng bo nó đốt đấy em ạ. Cay vét cả đá luôn, không quả đấy là tôi lên được 13 kill, quá là vẻ vàng rồi em ạ. Cay thế nữa chứ. Đấy, nếu mà tính thêm cả thì đến cuối nữa là phải là lên đến 14 kill anh em. Ok thôi, không sao, gọi là người ta có câu là của đi thay người mà em. Nói chung là ra vòng bo đốt cho một phát 50 máu thốn ngoại trưởng, bảo sao chúng nó không chết vì bo mới là lạ đấy. Được rồi, vậy là ở trên bàn đấu này thì chỉ còn duy nhất là một thanh niên cuối nữa thôi. Mình chỉ xử được thanh niên cuối trong bàn đấu này là mình đã có thể là top 1 trong cái chế độ gọi là leo rank ở trên cái map đảo quân sự rồi mọi người ơi. Nào bây giờ cái vùng an toàn chúng ta bắt đầu thu rồi, nhưng mà tiếng súng của chúng ta vẫn chưa vang lên. Thanh niên này có vẻ như là trốn khá là kỹ nhỉ. Nào, đây rồi, vừa nói cái là đã bắt đầu xuất đầu lộ diện rồi. Ông ra, ông nổ súng của này là ông toi rồi, ông ơi. Nãy giờ chỉ cần cứ im thôi thì tôi làm sao tôi biết được. Tự nhiên bây giờ lại nổ súng thế này thì ông chết chắc rồi ông ơi. Vòng đầu xe lại phía đằng sau luôn. Chắc là thằng này nó chỉ ở quanh cái gọi là mấy con xe ô tô tải đấy thôi em ạ. Tôi tin chắc là như thế luôn. Nào, xe, mày ra đây. Mày, thế mày rồi. Thấy mày rồi em ơi, mày chạy đâu đấy? Giờ đang trốn chỗ nào? Đang chỗ nào, chỗ nào thì phải nói. Nó phóng lưu à? Phóng lưu, úi rồi. Anh em thấy gì không? Tay nhanh gần não ấy. Đấy, anh em thấy gì chưa? Xài, quá nhanh mà nó có nguy hiểm, độn định làm gì đấy? Ôi, vẫn câu lục quả lưu ở phòng ở phía sau à? May mà mình có được cái trang bị giáp chống nổi em ạ. Không là vỡ mộng chó sồn rồi. Nào, vậy là chỉ có một thiên nhiên cuối duy nhất ở ngay trước mặt mình thôi đúng không? Thì chúng ta dâng lên phía trên thôi. Việc gì phải xoắn đúng không em? Ngại gì với bẩn? Mày đây, à, đau. Mày đang bắn cho một phát là 80 máu HP cơ. Mày đang mày dùng súng gì đấy em ơi? Nào, mày ra đây. Ui, mày chạy à? Mày chạy lên định công ai em ơi? Mày chạy lên định công ai? Định công ai 90 máu rồi, chỉ còn 101 máu thôi. Quả này định công lên chơi anh là chú chỉ có chết thôi chú ạ. Nào, mày ra đây này. Trời ơi, thì ra chú tự tìm cái chết luôn à chú ơi. Đèn lắm chú ạ. Ok, và nếu như các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhớ subscribe YouTube. Và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhé.